Chào mừng tất cả các bác quay trở về với kênh YouTube của em Huyền Edo. Trong video ngày hôm nay và tiếp tục tất cả các video thì ngay hôm nay cửa hàng em Huyền Edo lại chính thức lên giao lưu với tất cả mọi người trên mọi miền của Tổ quốc với những mặt hàng như sau. Ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em sẽ lên cho toàn thể các bác đó là một cái chiếc đẩy bãi và một bộ mic 3 chiếc vang số đời cao cấp và hiện tại là gần như là không thể có dòng vang số là vượt qua được những chiếc vang số này. Rồi vào đầu video thì rất mong sự ủng hộ của bác mình qua. Vui vẻ ủng hộ cho gà em Huyền Đều một like nhá. Bác là chưa đăng ký kênh thì bác nhớ ấn kênh của bên em và đồng thời bật chuông thông báo để cập nhật tất cả các video của cả bên em nhé. Thì điều đầu tiên thì bác sẽ trở lại với một chiếc vang số thương hiệu là BFK7, mặt màu xanh dương rất là đẹp. Và với chiếc vang này thì các bác nhìn quan sát thấy thôi, trên màn hình ảnh nhỏ thì các bác cũng đã thấy một chiếc vang rất là đẹp, mặt màu xanh dương. Và với dòng sản phẩm vàng này thì bên cửa hàng bên em Huyền Edo sẽ bao chất, bao zin, bao đẹp, bao led cho toàn thể các bác. Và điều đặc biệt thì các bác cũng đã nhìn thấy rồi, đây là một trong những dòng sản phẩm chạy vang số phần mềm của vang số X8 các bác nhé. Với thiết kế thì được thiết kế làm hai nguồn riêng biệt đấy, đó là một cái điểm cộng ở chiếc vang này. Và điểm cộng tiếp theo nữa là dòng sản phẩm này thì nó có cái dòng chất của tụ nhôm và các dòng vang rẻ tiền hoặc các cái dòng vang kém chất lượng thì họ sẽ không thiết kế như thế này. Và điều đặc biệt ở chiếc vang này thì nó bảo vệ bản quyền, và cũng có thể là một số bên công ty họ sẽ bóc cái lớp giấy chỉ số ở tụ đít này ra để tránh tình trạng là ăn cắp công nghệ và kỹ thuật. Với chiếc vang rất là hay và với dòng sản phẩm vang của BFK7 này thì anh em không còn là lẫm gì. Với dòng vang này thì được sử dụng chip Alloc Device 21375 và là một trong những dòng sản phẩm vang cực kỳ chất và với vỉ nâng tiếng rất là to. Đây vỉ nâng tiếng của mic này. Đấy. Và toàn bộ dòng vang này thì các bác nhìn quan sát thì nó còn rất là đẹp và rất là mới anh em nhé. Rất là đẹp, rất là mới này. Đấy. Các bác có thể quan sát ở phía đằng sau thì em cũng cho toàn thể các bác xem. Đấy. Con này thì nó được thiết kế là 6 cổng AUX ra và hai đường in 1, in 2 là đường vào, đường rec thu âm. Các bác có thể quan sát thấy. Và chiếc vang này thì em bao đẹp xuất sắc cho toàn thể anh em. Vì chiếc vang này nó quá là ok. Và một vị khách thì cũng đã đổi lại cho em lấy một con vang số Shizuo 1080 để em đổi lấy con này. Thì với một vị khách trước mua con vang này thì nó vào tầm hơn 6 triệu đấy, nhưng bán lại cho em thì giá cả nó cũng rất là hợp lý, rẻ được hơn một nửa tiền. Và bác nào mua chiếc vang BFK7 ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em sẽ để cho toàn thể các bác với giá chỉ có 3 triệu 100 nghìn. Và bên cửa hàng bên em sẽ bao ship và tặng kèm các bác một điều khiển remote. Và chi phí gửi hàng thì bên cửa hàng bên em sẽ chịu hết. Và các bác mua hàng thì vui vẻ đặt cọc cho em 1 đến 200 nghìn để bên em lấy cái tiền công để đóng hàng, tránh tình trạng anh em bom hàng các bác nhá. Rồi tiếp tục, đó là một trong những dòng sản phẩm tiếp theo nữa. Và ngày hôm nay thì các bác sẽ trở về với một chiếc vang số X13 mang tên thương hiệu là DTS DSB 3600. Và quan sát thấy nó là một phiên bản mặt màu đen còn rất là đẹp. Và với chiếc vang này thì giá mới trên thị trường là đang là 7 triệu 600 nghìn. Giá mới trên thị trường anh em nhé. Em đang nói về cái giá mới trên thị trường. 7 triệu 600 nghìn một chiếc vang này. Nhưng mà ngày hôm nay thì bên cả bên em sẽ cho toàn thể các bác một cái giá cực kỳ tốt. Thì các bác sẽ theo dõi tiếp tục video của cả bên em. Với sản phẩm vang này thì được sử dụng đó là hai nguồn. Và điều đặc biệt ở chiếc vang này thì nó khác với các cái dòng chip xử lý Alloc Device 21375. Đây là một trong những dòng sản phẩm vang số X13. Và dòng vang này thì em đánh giá nó còn cao cấp hơn cả dòng vang số 1080. Con này sử dụng chip Alloc Device 21489. Đây là một trong những dòng sản phẩm chip rất là cao các bác nhá. Soi như thế này thì các bác có thể nhìn thấy ạ. Đấy, chip xử lý Alloc Device 21489 là một trong những dòng sản phẩm chip
rất là cao các bác nhá, chip rất là cao. Và điều đặc biệt ở con vang này thì các bác nhìn thấy rồi, cũng thiết kế là bốn tụ nhôm ở phía đằng sau và cho chúng ta cũng là 6 đường ao ra và 2 đường mic ở phía đằng sau. Con này thì nó cao cấp hơn hẳn dòng vang số X12 các bác nhá. Các bác nhìn vào phần mềm của nó thì các bác mới biết là cái dòng vang số này nó chất đến như thế nào, và bên cả bên em cũng đã có một cái video lên ở cái dòng sản phẩm này rồi. Đấy. Các bác mua hàng thì gọi điện trực tiếp qua cửa hàng bên em để sở hữu một chiếc vang số X13 rất là cao cấp. Và giá ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em sẽ bán cho toàn thể các bác với cái giá là 3 triệu 200 nghìn. Một cái giá cực kỳ hấp dẫn, và thậm chí là các bác mua các cái dòng vang số X12 bây giờ thì nó cũng vào 3 triệu 800 nghìn. Nhưng riêng ngày hôm nay thì với dòng vang số X13 này thì bên cả bên em sẽ bán cho toàn thể các bác với cái giá chỉ có 3 triệu 200 nghìn. Một cái giá cực kỳ tốt. Anh em đi qua nhớ vui vẻ hoan hỉ ủng hộ cho hàng em Huyền Alo một like nhá. Và tiếp tục đây này, thì các bác cũng liên tưởng tới dòng sản phẩm vang số SISO 1080 hay vang số SISO S510. Và ngày hôm nay thì bên cả bên em sẽ lên cho toàn thể các bác đó là một trong những dòng sản phẩm của vang số P10. Đây là một trong những dòng sản phẩm mà được sánh như dòng vang số 1080, và cái giá tiền thì nó lại rẻ đi rất rất là nhiều các bác nhá. Đấy. Con vang này thì nó cũng được xử lý sử dụng chip Alux UV2 1489. Nó như là một con vang số của 1080. Và đời này thì được sản xuất từ năm 2015. Ở đây là một trong những đời rất là cao cấp, và nó là dòng có QS510. Vang số SISO QS510 anh em biết rồi. Con này thì nó có 8 cổng đầu ra. Con này có 8 cổng đầu ra anh em nhé. Con này nó có 8 cổng đầu ra. Và tất cả các đầu ra của vang này thì nó là đều au ra độc lập các bác nhé, chỉnh au ra độc lập. Đấy. Con này có cổng quang, có hai cổng quang anh em nhé, các bạn nhìn hai qua hai cổng quang này, 8 cổng ao ra độc lập. Và dòng sản phẩm vang này thì nó rất phù hợp cho những các bác nào mà làm sự kiện sâu ngoài trời, và đặc biệt bác nào đi làm phòng hát mà dùng con vang này thì quá là tuyệt vời luôn. Đấy. Rồi một lần nữa thì các bác đi qua hoan hỉ ủng hộ cho cửa hàng em Huyền Alo một like nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì các bác nhớ ấn đăng ký kênh để cập nhật tất cả các video của cửa hàng bên em. Rồi tiếp tục này, thì các bác sẽ trở về với một dòng sản phẩm nữa, đó là mic. Và trong thời gian vừa qua thì bên cả bên em cũng đã bán với dòng sản phẩm mic này rất rất là nhiều rồi. Đây là dòng mic Beyer mặt trắng phay nhôm, mặt trắng phay nhôm. Con này thì được sản xuất từ năm 2017, vỉ tím, cảm biến gia tốc 6 số tự ngắt. Và với dòng sản phẩm này thì các bác biết là bên cả bên em bán tầm cỡ như thế nào rồi ạ. Đây tay rất là đẹp này. Khi mua hàng các bác được quyền kiểm tra hàng với dòng sản phẩm mic thì các bác không phải đặt cọc một chút gì tiền cả. Bởi vì là em cam kết với toàn thể các bác là khi các bác sử dụng dòng mic này thì em dám cá cược với toàn thể các bác là không hay trả lại. Với dòng sản phẩm mic này thì quá là ok. Con này cảm biến gia tốc 6 số tự ngắt anh em nhé. Chốt với giá 2 triệu 400 nghìn. 2 triệu 400 nghìn. Một cái giá cực kỳ tốt. Đấy. Còn các bác nào mua cái dòng vang này em xin lỗi nhé. Mua dòng vang này thì bên cả bên em đang bán giá là 3 triệu 400 nghìn nhé các bác nhé. 3 triệu 400 nghìn. Em xin lỗi. Quên. Còn con bộ mic này thì giá là 2 triệu 400 nghìn, một cái giá cực kỳ tốt trong cái video ngày hôm nay. Anh em một lần nữa đi qua hoan hỉ ủng hộ cho cả em Huyền Alo một like nhá. Và tiếp tục đó là sản phẩm cuối cùng để mang tới cho toàn thể các bác trong cái video ngày hôm nay. Đây là một chiếc đẩy bãi, và bên cửa hàng bên em thì các bác cũng đã biết rồi với những chiếc đẩy bãi mà bên cửa hàng bên em bán cho toàn thể các bác là bao giờ cũng phải là hàng đẹp, hàng đẹp xuất sắc các bác nhá. Đấy. Thì trước mặt anh em đây, đây là một trong những dòng đẩy mặt phay nhôm màu đen và mang tên thương hiệu là ECRMX450. Đấy. Size của con này thì nó là size 2U. Về phía bên trong nội thất thì chiếc đẩy này nguồn rất là to, nguồn 100% là nguồn đồng các bác nhá.
nguồn đồng này, các bạn nhìn gần đấy găng tay luôn. Đấy. Bốn tụ lộc tông đa. Bốn tụ lộc tông đa các bạn nhá. Đấy. Với chỉ số của chiếc tụ này thì nó đạt tới 120V. Và điều đặc biệt ở chiếc và đẩy này thì nó chạy 16 sò thôi, nhưng công suất của con đẩy này thì nó là vào 600 watt một kênh, chạy 16 sò oánh bù áp. Đấy. Mạch của con này thì nó là mạch class H các bạn nhé. Mạch sử dụng class H rất là khỏe và tiếng cực kỳ là hay anh em nhé. Rất là khỏe và tiếng cực kỳ là hay. Đấy. Với chiếc đẩy này thì ngày hôm nay bên cửa hàng bên em sẽ bán thanh lý cho những anh em nào nhanh tay theo dõi đến cuối cùng video. Giá chỉ còn 3.100.000, bên cửa hàng bên em sẽ bao ship cho toàn thể các bác. Rồi kết thúc video tại đây thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của bên em. Một lần nữa cảm ơn tất cả anh em đã chú ý theo dõi kênh YouTube của bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.